đang theo dõi. William Diouf cơ hội được dành cho đội chủ nhà Hannover. Đến mà Andersen. 1-0. 1-0 dành cho các thủ chủ nhà Hannover. Sai lầm của tiền vệ trung tâm câu lạc bộ Wolfsburg đến với đội chủ nhà. Người đến mất bóng khởi khác chính là Diego Andreasen, chính là người đã giành lại quyền kiểm soát bóng cho cầu thủ chủ nhà, và cũng chính anh là người tung ra cú dứt điểm quyết định mang về lợi thế.